Đơn hàng 5 món của bạn Nguyễn Xuân Tằng đến từ Bình Định. Món đầu tiên là hai cuộn washi tape trong. Tiếp theo là 4 cái ghim cài ba lô size lớn. Sổ là size A7. Set 28 thiết cơ lấp lánh. Và cuối cùng là hai gói cham, một gói là 4 cái cham có miếng dán phía sau. Liam cảm ơn bạn Xuân Tằng đến từ Bình Định đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 50k kẻ ship. Đơn hàng 7 món của bạn Hồng Dây đến từ Bình Định. Món đầu tiên là set 12 tấm tiết cơ black bean số lượng 3. Tiếp theo là một sổ lô mô kẹt. Set 6 tấm tiết cơ gấu dâu. Set làm móc khóa handmade. Một set thước gấu dâu. Một chiếc lược hình thú. Ba sợi dây buộc tóc Rinchi có đính cham. Liam cảm ơn bạn Hồng Chi đến từ Bình Định đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 185k kẻ ship. Đơn hàng 5 món của bạn Minh Hương đến từ Vũng Tàu. Món đầu tiên là sticker cuộn 3m. Tiếp theo là set 28 sticker lấp lánh. Một chiếc ba lô nữ màu trắng. Tấm trải bàn kim lót chuột. Và cuối cùng là set 40 sticker chữ rời. Liam cảm ơn bạn Minh Hương đến từ Vũng Tàu đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 228k kẻ ship. Đơn hàng 7 món của bạn Mỹ Lệ đến từ Phú Yên. Món đầu tiên là dây tập thể dục. Tiếp theo là 12 cây bút black bean. 6 cây bút gấu dâu. Một bút két sticker. Chai nước hoa. Và cuối cùng là hai set làm móc khóa handmade. Liam cảm ơn bạn Mỹ Lệ đến từ Phú Yên để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 172k kẻ ship. Đơn hàng 5 món của bạn Như Ngọc đến từ Long An. Món đầu tiên là da rọc giấy hình của cà rốt. Tiếp theo là 50 tấm sticker rời black bean. Kẹp giấy hình hoa đáng yêu số lượng 2. Set 2 tấm sticker chữ cái kiểu hàng. Và cuối cùng là set 3 tấm sticker hình hoa. Liam cảm ơn bạn Như Ngọc đến từ Long An đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 83k kẻ ship. Đơn hàng 7 món của bạn Bích Chi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Món đầu tiên là một set 12 tấm sticker black bean. Tiếp theo là một chiếc ví dài. Hộp 12 cây bút. 3 cây bút xóa. Hộp 3 cây bút highlight. Set làm kẹp tóc DIY. Và cuối cùng là 5 túi cham. Liam cảm ơn bạn Bích Chi đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ shop Liam nha. Đơn hàng 5 món của bạn Ngọc Dung đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Món đầu tiên là set 6 tấm sticker gấu dâu số lượng 2. Tiếp theo là tem black bean 500 miếng. Hộp 50 cạc black bean. Set 12 tấm sticker black bean số lượng 2. Và cuối cùng là hai bịch bông gòn nhồi sushi. Liam cảm ơn bạn Ngọc Dung đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 147k kẻ ship. Đơn hàng 4 món của bạn Phương Ngọc đến từ Bình Dương. Món đầu tiên là tem cảm ơn 500 miếng. Tiếp theo là hộp 50 tấm sticker lấp lánh đủ loại. Hộp 50 sticker rời hộp nhỏ xinh xỉu.
và cuối cùng là tôi bấm kính trong suốt dán miệng 50 cái. Li em cảm ơn bạn Phương Ngọc đến từ Bình Dương đã ủng hộ shop Li em nha. Tổng đơn 90 k kẻ ship. Wow. Đơn hàng 4 món của bạn Mai Thảo đến từ Bình Dương. Món đầu tiên là Boss Cat Black Bean. Món thứ hai là nước hoa học sinh. 50 tấm thiết cơ rời Black Bean. Hộp 50 kẹp Black Bean 3 góc. Li em cảm ơn bạn Mai Thảo đến từ Bình Dương để ủng hộ shop Li em nha. Tổng đơn 135k kẻ ship. Đơn hàng 4 món của bạn Thụy Duyên đến từ Hà Nội. Món đầu tiên là set 20 tấm thiết cơ lấp lánh. Tiếp theo là túi bóng kính trong suốt dán miệng 100g, một chiếc túi zip đựng bài kiểm tra và cuối cùng là hộp 50 kẹt lắc pin ba góc. Đi em cảm ơn bạn Thị Duyên đến từ Hà Nội để ủng hộ shop Li em nha. Tổng đơn 113k kẻ ship.